Thưa quý vị, với sự kết hợp của hai hay nhiều làn điệu dân ca Huế đã tạo nên những tổ khúc mang giá trị riêng về nội dung và âm nhạc. Dù lời cổ hay lời mới thì nội dung giữa các làn điệu trong tổ khúc đều có sự liên quan nhất định với nhau. Và chính sự thay đổi giai điệu khi chuyển tiếp các làn điệu trong tổ khúc đã tạo mạch cảm xúc và lôi cuộn người thưởng thức hơn. Tiếp theo chương trình là tổ khúc dân ca Nét Huế, nói lên vẻ đẹp đặc trưng của người con gái xứ Huế trong chiếc nón bài thơ e ấp và tà áo dài duyên dáng thước tha. Mười sáu vằn, mười sáu